Rồi, xin chào tất cả anh em nha. Nay lên tiếp cho anh em một con Mitsubishi 4D56 ha. Về được một cặp. Con xuất sắc, còn con này thì nói chung là rất là đẹp. Nhưng mà con này nó bị đổ cái để cái bình xích lên á. Cái bình nó bị bể. Nên nó lem lem cái nắp chụp cò. Còn lại đâu đó là anh em thấy rồi. Không thể chê được nữa. Về được hai con ha. Đây, con này là 4D56 GS2328 ha. Hai con hai mã seri khác nhau ha. Con này thì rẻ hơn con kia được mấy triệu. Anh em nào có ưng thì alo cho em. Nó chỉ bị cái phần này thôi, nhưng mà nó cũng rớt cái máy giá trị xuống được mấy triệu nè. Rất là đẹp. Tán ốc nước rồi nè, anh em thấy không? Đây, chụp chùa kéo quéo lóc biết rồi nè, anh em thấy không? Rất là đẹp, không biết chê gì đâu nè. Đồng tiền nước nó một cặp như nhau hết á anh em, nhưng mà nó về nó bị bãi cái bình đó, nó nổ cái bình đây nè, axit nó chảy rớt xuống thôi chứ không có gì hết á. Tán đầu máy là em bao cho anh em nha, chưa bung bao hơi, có dầu có bét đồ nè, các kiểu đồ nè, anh em thấy không? Máy tính nè, test nè, tắt điện nè, lóc liếc rồi đó nè, keo chỉ nguyên zin nha nè, chưa bung, chưa dọn, chưa tốt gì hết, bao hơi, máy chất lượng, còn uy tín. Xanh bốn cái bếp đẹp như nhau. Ly này thì hai bản trong là hai bản B, ngoài bản C nha anh em. Ly này chắc khoảng 20. Ly này mà mấy anh em nào mà đấu bơm nước còn phái lắm. Chi tiết rồi này anh em ha. Rất là đẹp. Chỉ bị cái đó thôi. Nó bị nắp chụp tròn miếng vậy đó. Rồi, đổ đi ta. Con này thì nó nặng khoảng 212 kg nha anh em. 65 PS.
con này bữa cân là 212 kg chưa nhớ. Nhỏ, sát nhẹ, máy lớn. Này là cực kỳ nhẹ sát. 65 đi. Rồi, anh em có nhu cầu thì cứ liên hệ với số điện thoại em để trên màn hình video ha. Một lần nữa cảm ơn anh em luôn quan tâm theo dõi và ủng hộ cửa hàng em ha.